Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời trung cổ. Và bây giờ mình có một cái bất ngờ hơi bị lớn với các bạn luôn nè. Hôm qua nhớ mình up cái trứng không? Cái trứng rồng xám xét giữa trời mưa. Và sau rất là nhiều đêm thì tên tên nó chưa có nở. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Bực hết cả người. Ui, lại mưa tiếp. Ý trời, mình đợi 3 hôm không có nở thì biết đâu hôm nay nở sao? Cũng có thể lắm, nhưng mà mình sẽ đem cái trứng này vô gần nhà mình đi, để mình vừa làm việc mình vừa canh cái trứng luôn. Chứ hôm qua là mình đợi lâu lắm mà nó không có chịu có tia sét nào đánh trúng nên nó không có nở được. Đây, để vô đây. Rồi một xíu nghe cái rồng là ra canh chừng cái trứng liền ha. Còn bây giờ thì mình sẽ vô trong để chuẩn bị cho công việc chế tạo một cái bộ giáp mới. Hôm qua thì mình có thu gom được một chút hơi thở của rồng mình cho vô cái rương này. Đó, mình có được 12 cái hơi thở của rồng ha. Và bây giờ mình sẽ kết hợp 12 cái hơi thở của rồng này với một chút netherite nè. Và trước tiên thì chắc mình phải làm một bộ giáp netherite trước. Mình có trước cái nón này, không biết là nó có cho dùng cái nón hư hay không nữa. Cứ giữ tạm đi ha. Rồi mình sẽ lấy thêm cái bây giờ mình cần phải lấy một cái áo giáp bất kỳ ra. Mình tách cho main chan luôn. Tách cho main chan nó ra. Cho nó thành một cái giáp mới hoàn toàn á. Quần cũng vậy nè. Tách ra. Tương tự đối với một cái ổn. Đây. Xong. Giờ thì mình sẽ nâng cấp nó lên thành giáp netherite ha. Đâu rồi ta? Cho cái này vô. Cho netherite vô. Đó, vậy là mình sẽ được một cái áo giáp netherite rồi. Tương tự với cái quần. Và một cái đôi ổng luôn. Xong. Và bây giờ thì mình đã chính thức full một cái set đồ bằng netherite. Mình cần phải kết hợp hơi thở của rồng với netherite nè. Và thêm một chút ngọc ender nữa. Ngọc ender thì trong rương này còn không chạy. Đừng nói là hết nha. Mình có 5 cái, hên quá, vừa đủ. 5 cái là vừa đủ luôn á. Đây, đặt theo công thức của nó là như vậy. Để mình tạo được enderite ingot, mình sẽ lấy ra 4 cái là vừa đủ một cái set đồ đó. Bây giờ thì mình sẽ thử trước cái nón coi nó có cho nâng cấp theo cách này không. Ủa? À, lộn vô cái bàn rèn mới đúng. Cái nón. Ồ, được luôn. Nhưng mà đánh đổi là mình phải... Thôi. Mình sẽ cất cái nón netherite này vô đi. Mình sẽ làm luôn một cái nón netherite mới ha. Không sao hết. Mình phải đầu tư một cái nón full đồ bền. Chứ đâu thể nào để cái nón nó hư như vậy được. Xong, và bây giờ mình chỉ cần nhét những cái món đồ kết hợp với enderite ingot vào. Thế là mình sẽ được một set đồ. Và giáp nó sẽ tăng lên nha. Bây giờ cái nón nó sẽ tăng thêm một giáp và một cái độ bền nè. Áo. Áo cũng tăng thêm một giáp và một độ bền luôn. Nói chung là nó tốt hơn cả đồ netherite á. Và cuối cùng là cái ổn thôi. Tên tên. Và với sức mạnh này thì mình nhìn sơ qua là nó sẽ tương đương với một bộ giáp rồng á nha. Nhưng mà ngoại hình thì nó sẽ hoàn toàn khác. Nên mình muốn mặc thử nó trong ngày hôm nay coi nó sẽ trông đẹp đến mức nào. Giờ thì đi xuống dưới nè, chuẩn bị cường hóa luôn nha. Mình sẽ mặc thử trước cái set đồ khi chưa cường hóa lên. Đầu tiên là cái ổn trước. Ủa, cái ổn đeo vô không có khác biệt hết cái quần. Cái quần cũng không thấy rõ, cái áo. Đó, cái áo là thấy rõ nè. Trên ngực mình nó có một cái giống như cái ngọc ender vậy. Và cái nón. Ồ. Cái này mà không có cái nón Halloween ở trên đầu chắc là nhìn set đồ này ngầu lắm đấy. Nó có màu xanh, có nét nét gì đó giống như kim cương ha. Cũng đẹp, nói chung là cũng đẹp. Vừa mạnh vừa đẹp là mình chịu rồi đó. Thôi, giờ thì cường hóa đi, cho nó mạnh hơn nữa. Mình sẽ test lần lượt là nón trước. Surprise gift cấp độ 3 luôn nè. Món quà bất ngờ cấp độ 3. Mình rất là thích cái dòng này ha. Không biết lần này nó sẽ cho mình món quà là dòng cường hóa gì đây. Ủa dòng cái hiệu ứng gì đây ha. Lượm luôn. Yeah, cho mình thêm Explorer cấp độ 3 và Mana Regen cấp độ 3 luôn. Top. Cái áo. Cái quần. Recircular. Cái ổng. Tin. Chắc mình sẽ lấy cái áo đi. Đây.
cho mình thêm cái dòng Atrui Stick cấp độ 3 nữa nè. Cho thêm dòng là tốt rồi, Warming hả? Ui, hai cái dòng Warming luôn. Come on man. Ông Red King, à tốt tốt tốt, chậm hỏng nè. Trời ơi, không cho thêm dòng gì hết vậy. Nhỏ vậy. Em tra lại coi, mình còn nhiều kinh nghiệm lắm. Nè, bảo vệ 4 nè, mới thấy cái bảo vệ á. Explorer cấp độ 3 tiếp. Ở với cái ổng mới coi. Yo. Back up sao? Túi linh hồn á, lượm luôn. Nè, có thêm bảo vệ cấp độ 3 nữa nè. Tốt đấy, tốt đấy. Giờ thì mình sẽ mặc full set đồ này vô. Ủa trời ơi, cái gì? What the... Cái gì? Cái gì? Ơi. Cái vụ gì vậy? Sao mình bị giật giật rồi? Rồi luôn. Cái vụ gì á, hình như cái áo này nó có cái vòng khiến mình bị cà giật nữa. Cái áo lừa thì cái áo này áo dởm rồi. Đổi áo, đổi áo. Áo này dởm yêu à. Mặc vô mất hết trái tim của mình. Chậm hỏng cấp độ 4. Mana regen và bảo vệ cấp độ 4 luôn. Hy vọng là cái áo giáp mới này sẽ đừng có bị cà giật nha. Ủa sao kỳ vậy? Mặc xong cái xích đồ vô bị cà giật rồi. Nhìn có chán không? Nè. Màn đét ơi. Không hiểu luôn á. Mận ăn gì sống nhăn. Xích đồ cà giật. Ờ quên cái trứng rồng tới đâu à. Ô. Rồng nó nở rồi. Đi ngủ, ngủ lẹ, ngủ lẹ. Có quái vật gần đây nữa. Con quái vật nào vậy? Đi ra chỗ khác đi. Đi ngủ lẹ, đi ngủ lẹ. Ngủ lẹ, ngủ lẹ. Lại có thêm cái con gì nó không cho mình ngủ này. Này nè, chính là con này gây ra cái tình trạng mình không ngủ được. Khốn kiếp thiệt. Mình phải đi ngủ lẹ. Lâu lâu sẽ có những tia sét mình biết. Cái tia sét đó từ đâu mà ra rồi. Sáng thức dậy thì mình sẽ giải đáp cho. Hồi nãy cường hóa thì mình thấy nó có cái dòng tên là Electrify nè. Không biết là có phải là cái dòng đó tạo ra tia sét hay không nữa. Nhưng mà mình nghi lắm. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cây gậy rồng. Có gì không được hả? Gì thì sao? Ủa? Ra run step. Làm lẽ coi. À nó cần que chứ không phải là cái khúc xương. Que 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 que. Làm lẽ làm lẽ. Rồng chạy bây giờ. Em rồng ơi, em rồng ơi. Đây đây đây, sit down Billy, sit down Billy. Nó lâu lâu có sấm sét các thứ ghê lắm á. Thôi bị giữ nha. Nhưng mà mình vẫn chưa hết cà giật sau một đêm. Ăn uống mà cũng bị cà giật như vậy nhìn bực thiệt. Chén mình chưa. Rồi mình sẽ ẩm em rồng đem vô trong. Trời ơi, hên là em rồng mình cũng không có bị lây cà giật ha. Rồi, rồng vô trong đi. Rồng ở đây. À, ban ngày thì rồng sấm sét sẽ ngủ ha, ban đêm thì mới mở mắt ra. Và hồi nãy, mình thấy rồng sấm sét mình có đôi mắt màu tím, nhìn rất là đẹp luôn. Mình sẽ làm thử cái Dragon Horn. Mình coi coi đây là rồng đực hay cái. Coi công thức. Dragon Horn trong này không có. Dragon Horn. Đây. Rồi, coi thử đây là em rồng đực hay cái nha. Đây là một em rồng đực. Thì ra rồng đực là sẽ sở hữu đôi mắt màu tím. Mộng mơ nha. Dáng ngủ rất là ngầu luôn, nhưng mà giờ chỉ mới 1 tuổi thôi nên rất là bé. Sẽ tạm thời để em rồng ở nhà đi. Mình chưa có đủ đồ để làm thức ăn cho rồng đâu, nên cứ cho em rồng ở nhà hít oxy sống qua ngày. Chứ chưa có đủ đồ cho mà ăn tội nghiệp không. Rồi treo set đồ cũ của mình lên trên đó ha. Sấm sét hoài luôn. Cái ủng này cứ tạo ra sấm sét nè. Mệt thiệt á. Ồn lắm luôn á. Rồi mấy thứ lặt vặt thì mình sẽ cắt vô trong bớt. Thịt này á, thịt này là mình có thể nấu. Ui, thịt này nấu ăn nhiều. Hồi nhiều thanh thức ăn lắm. Nấu luôn làm món ăn mới. Cất
cái cà rốt vàng vô trong đi. Cái này cũng cắt vô luôn. Mình sẽ nén bớt mấy cái này lại để cho cái rương mình nó bự bự hơn xíu coi. Đi khám phá loot nhiều sắc quá, giờ đầy hết cả rương rồi. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ dự định đi khám phá ở thế giới thế giới này dẫn tới là Ever, từ để mình đọc cho đúng coi. Everdown. Nè, cái thế cánh cổng của nó là mình cần phải có cái hộp quẹt hôm bữa mình mua từ cái bác Gatekeeper á. Chắc bây giờ mình sẽ làm cánh cổng này luôn rồi, rồi chúng ta sẽ đi khám phá trong hôm nay luôn ha. Mong rằng là mình sẽ gặp nhiều may mắn ở bên đó. Xây đủ không ta? Mình xây kiểu đẹp đẹp không biết đủ mà chắc không được rồi. Xây hướng này thì nó bị lẻ, nhìn nó không có đẹp. À, có cách này. Mình đập luôn cánh cổng là nhìn phát nó dễ nhìn hơn nè. Mình sẽ xây ở đây một cái. Nó. Ủa? Khoan. Hình như có đó sai sai ta. Từ. Hình như mình xây nó bị lùn rồi. Đổi lại xíu. Đây đặt ở dưới này chắc là vừa khít nè. Đấy, đặt như vậy là bắt đầu đẹp liền. Nhảy lên. Đặt ở đây. Đó, vậy là đẹp liền nè. Bữa sau thì mình sẽ xây cánh cổng còn lại ở cạnh bên này luôn ha. Là vừa đẹp á. Và chắc bây giờ mình sẽ kích hoạt luôn thôi. Cái này thì nó sẽ không khó giống như là cái cổng địa ngục đâu. Chỉ cần kích hoạt bằng cái hộp quẹt này là được à. Ai như có cánh cổng địa ngục đi tùm lum chỗ mới làm được cái hộp quẹt. Mệt ghê á. Rồi xong phim, mình đã kích hoạt thành công rồi. Giờ thì lên trên chuẩn bị thức ăn các thứ rồi chuẩn bị đi khám phá là vừa. Đây, Rồng có đói không cho ăn miếng thịt nè. Đó, đút cho ăn rồi đó nha. Thương lắm cho ăn thịt của Levi Thành á. Thịt Levi Thành không phải dễ mà có đâu. Phải quýnh nó mới có đó. Rồi, còn gì thiếu gì không nhờ? Mình còn thiếu gì không ta? Đồ đạc cái thứ như mình ổn áp hết rồi đó. Táo vàng cái thứ. À, thuốc dành cho bóng tối. Có gà mình hơi khoái uống thuốc dành cho bóng tối á. Uống gần hết cái mẻ thuốc mình nấu để dành rồi. Nào hết thì mình sẽ nấu tiếp ha. Đi. Giờ thì đi qua bên đó để khám phá thôi. Hy vọng là hôm nay mình sẽ qua bên đó và có thể tìm được cái chỗ để mình đánh cái con boss Alchemist ha. Alchemist là cái con giống như là pháp sư vậy á. Hy vọng là mình sẽ gặp được nó trong ngày đầu tiên qua luôn. Giờ thì đi thôi nào. Rồi, mình tới rồi. Ui, bên đây ghê quá à. Bên đây tôi thu vậy à. Uống miếng thuốc vô coi cho đỡ sợ coi. Ê? Uống thuốc vô hết sợ rồi. Sáng trưng luôn. Quá đã. Đi. Ê, hình như tới luôn rồi kìa. Ủa phải không? Không phải, cái này là cái ngôi làng hay sao à. Ồ, nhờ anh đọc. Ui trời. Nhờ anh đọc khốn kiếp. Đây là nhà của ai vậy ta? Cái này giống ngôi làng vậy. Không biết là phải ngôi làng hay không. Mà thiết kế này là giống làng lắm. Nè, có dân làng luôn nè. Bác Calay. Cái này có một cái cục gì on star. Mình đập được không? Ê, đập được. Thời tới. Bỏ túi luôn. Hay kêu mấy bác không chịu cất mà mấy bác đem khoe làm chi. Rồi ở đây có một cái anh người sắt nhưng mà gần ngẫm rồi, bị nứt hết người rồi. Chạy đi mấy bác ơi. Ui đây có con này giống con ếch hay con cóc gì nè. Nó bị cái ủng mình đánh một phát nó sợ nó chạy à. Có vàng pha thuốc luôn. Cái bác này đồ đạc cứ để lung ta lung tung nha. Không có gọn gàng gì hết. Thấy mình không? Đồ đạc cứ bỏ vô túi cho nó gọn gàng. Nè nữa nè. Có. Ý tứ gọn gàng nhất. Toàn phải để mình ra tay thôi. À cái khối này là để làm cánh cổng đúng không? Mình sẽ lượm một vài khối nữa về để mình mở rộng cánh cổng mình ra. Mình xây cho nó bằng cái cánh cổng địa ngục ở nhà. Nhìn cho nó đẹp. Để đỡ bị so le. Chứ cái cổng địa ngục thì to mà cái cổng dẫn tới thế giới bên này nó nhỏ xíu thì kỳ lắm. Mình được thêm 4 cục rồi à. Lấy thêm 2 cục nữa đi, 6 cục mới đủ. Đó. Rồi, đủ rồi. Ủa 5 cục hả? Kìa.
Ngoài đó sáu cục đổ rồi đó. Thôi tạm biệt với mấy dân làng đi. Tại vì trong làng không có đồ cho mình, thế nên mình phải đi chỗ khác thôi. Quan trọng là mình phải tìm được cái chỗ boss sớm sớm để mình còn có thời gian mình đi khám phá những vùng đất khác nữa. Chứ mình mãi tìm một chỗ boss mà không tìm thấy được là mất rất là nhiều thời gian đó. Hình như mình tới cái vùng này gọi là vùng băng bên này rồi sao nè. Không, không phải băng nữa mà là vùng cát thôi. Cái này là Crystal Sand á. Không biết là trên vùng băng này nó sẽ có những cái con lạc đà. Ồ, lạc đà ở đây nhìn cũng đẹp quá trời nữa. Lạc đà này có hai cái gù lưng luôn. Mà mình không có cửa được, hơi đáng tiếc á. Ủa xét đánh nữa vậy. Cái ổng này có một cái nhược điểm là nó rất là thích tạo ra xét đánh ở xung quanh luôn á. Đánh bừa thôi. Nào đứng yên một hồi thế nào cũng đánh vô con nhện này cho xem nè. Để mình đoán coi có đúng hay không. Xét đánh đi. Đó đó đó, đó. Biết ngay mà. Bởi vì con nào mà cà kẹo mình là coi chừng á. Mình không đánh nhưng mà cái ủng mình nó đánh á. Cái ủng mình hơi bị xịn. Rồi bên đây thì sao? Hết cái vùng cát rồi tới cái vùng giống như là đầm lầy vậy. Nó có nước nè. Và những cái cây sống trên nước nữa. Mình không có đóng theo cái xuồng rồi. Vô đây đi hơi cực nha. Phải có xuồng thì đi trên mặt nước nó mới dễ được. Mình còn gặp được cái con cáo bên thế giới Every Down này nè. Đây là con cáo màu tím á. Cosmic Fox. Có ăn thịt không? Hồi là cáo này không có ăn thịt được. Hơi đáng tiếc á. Bên đây không có con vật này thôi mà có con vật là nó rất là dễ thương luôn. Bởi vì nhiều lúc qua đây cũng muốn kiểu bắt về lắm nhưng mà không có bắt được. Khá là tiếc cho mình. Rồi nữa rồi. Mình quên cái vụ này. Trong những cánh rừng nó sẽ rất là dễ gặp những cái cây, cây nấm có độc giống như vậy nè. Cho mình phải cẩn thận với nó hơn. Những cái cây này thì không có sao, chỉ những cây nấm thôi. Sợ nhất là những cây nấm. Nên khi đi thì mình cũng phải thiệt là cẩn thận nha. Kẻo không thôi là đạp trúng cây nấm là mệt mỏi trong người nữa. A few moments later. Ui. Xem nếu nãy mình bỏ lỡ cái công trình này rồi. Tính ra mình mới đi ngang luôn á. Mà nó nằm ở khuất ở trong này nên mình không có thấy được. À thì ra nó nằm ở bên này. Nè mình đã tới rồi nè. The Wizard Tower. Ngon. Và gần hết thuốc nhìn trong bóng tối rồi. Thành thử ra mình phải bổ sung thêm một lọ nữa mới được. Đấy. Để có thể nhìn trong bóng tối và tiếp tục khám phá cái tòa tháp này. Đây là tòa tháp của một tên pháp sư ha. Và nhiệm vụ của mình là phải tìm những cái chìa khóa. Và tầng này thì không có chỗ chứa chìa khóa rồi. Mình sẽ lên tiếp tầng tiếp theo. Ồ, không chỉ có pháp sư đâu. Còn có mấy cái tên. Mấy cái tên Vindicator này nữa nè. Mấy tên cầm rìu cực mạnh luôn. Cẩn thận. Tầng này sẽ có một bà phù thủy. Bà phù thủy nè. Tiện bà đi luôn. Thuốc độc. Một xíu mình sẽ chọn tên Alchemist. Nè, có một cái chìa khóa để trong cái vàng pha thuốc ha. Lượm luôn. Tốt. Một chìa khóa đầu tiên. Ơ, bên đây còn một cái căn phòng nữa. Và đây là căn phòng của những bác dân làng bị nhốt. Nè. Tội nghiệp chưa? Hai bác luôn. Bác này tên là Daphne. Còn bác này tên là... Ôi, không thấy tên được. Bác này tên là Rich. Hai bác này bị nhốt rồi, tội nghiệp quá. Ê. Ui, trái cây cúp. À, đây. Mình ấn dùng phát mất cây cúp luôn. Và nó có một cái áo màu đỏ rất là đẹp ha. Không biết là mình mặc cái áo giáp này vô nó có nhiều giáp hơn hiện tại mình hay không. Ồ, nó như nhau hả? Nè, hiện tại giáp ngang trái tim. Mặc cái giáp này cũng ngang trái tim nhưng mà nó có thêm dòng cụm hóa. Như vậy thì mặc giáp mình vẫn tốt hơn ha. Sau một tầng có chìa khóa rồi. Tầng này có không? À, hình như tầng này cũng có nữa nè. Đây là một cái thư viện á. Mình sẽ tìm cái chìa khóa một cái. Đây. Chìa khóa thứ hai có luôn rồi.
Giờ thì đi tìm cái chìa khóa thứ ba thôi. Còn thêm 2 tầng nữa. Chìa khóa xíu. Hình như bên đây là cái chỗ giường ngủ. Nè, cái chìa khóa thứ ba đã có rồi. Và một ít cái pyrope gemstone ha. Lượm luôn. Và có một cái con mèo nó bị dính lên nguyền cà giật giống như mình hồi nãy vậy đó. Mà con này hơi mệt nha. Kệ nó đi, cho nó cà giật ở đó đi. Mà tiếp tục cái công việc của mình thôi. Và tầng này là tầng để mình kích hoạt lên. Nhưng mà ở đây á, nó bắt buộc phải có 4 cái chìa khóa. Và cái chìa khóa cuối cùng không phải nằm ở trong công trình này đâu, mà mình phải mua từ cái bác gây keeper á. Thành thử ra bây giờ mình phải trở về nhà một chuyến nữa. Thấy cực chưa? Khám phá công trình này đúng cực luôn á. Tìm được công trình xong rồi phải đi về một quận để mua đồ xong mới quay lại và khám phá tiếp. Trên đường mình đi thì mình có phát hiện một cái... Cái con đó là con gì á? Beetle. Con này là con Beetle, nó rất là hung luôn. Và nó rơi ra cái phần chi tiên của nó, dùng để làm được áo giáp và một cái khiên luôn. Ui, con này nhỏ mà đúng sung luôn á. Nó thích cà khịa mình nè. Lần đầu mình gặp cái con tên là Beetle luôn á. Lúc đầu mình tưởng con gấu cái chưa, con gấu màu xanh ấy. Nhưng mà không phải, đó là một con Beetle. Rồi. Và đây là một nhà của bác Gatekeeper khác nữa. Oh no. Hình như mình phải mua lại nữa hả ta? Mình mua bác ấy cái chìa khóa trước coi bác ấy có mở ra mấy cái kia không. Ui, không có ấy mà, xin lỗi. Không có ấy. Thích mặt. Người ta xin lỗi mà không chịu. Đó, thấy cái ủng nó hại mình chứ. Cái ủng đúng hại luôn. Tự nhiên khi không mình lại kiếm chuyện với bác Gatekeeper không. Làm mất uy tín mình rồi, bác ấy quýnh mình luôn mà. Không được rồi. Vậy là bây giờ mình phải trở lại cái bác mà lần trước mình mua. Ủa, cái này là ngu nhân nè. Người bò. A few moments later. Bác ơi, thức dậy nhờ cái bác ơi. Mua trước cuốn này coi, có bác ấy có đổi không? Hơi bị nóng nha, ê khoan nha. Người ta mới thám hiểm bên thế giới mà bác canh giữ đó. Bác làm sao làm, đừng để cho nóng. Ok. Ok. Không có thiệt luôn hả? Check your inventory. Ủa? Đọc cuốn sách xong có mình được thêm cái hộp quẹt nữa. Bác thức dậy cái bác ơi. Ngủ hoài vậy đây, cháu ngủ cho mệt quá. Ngủ hoài, mình nhờ cái xíu việc mà ngủ. Rồi coi, úi đâu rồi? Chạy đâu rồi? Bác ơi, nhờ xíu coi nào. Nữa, lại chạy lên trên này. Cây bác này thế nhờ. Thì ra mày phải đụng vô cái này một cái đi cho nó mở cái thành tựu. Xong rồi mới đi về. Nó đài mình như vậy nó mới chịu. Mệt thiệt luôn á, trời ơi. Đại ca, giờ cho em đổi cái đại ca. Đấy, giờ mới chịu được. Giờ thì tốn 6 sách. À, đừng để mình nóng, bình tĩnh, chúa phù hộ mình, không được nóng. Lập ơi, không được nóng. Sao quần cả ngày rồi mới... mới mua được à. Tao nói nó khổ nha. Rồi mua lần được 2 cái chìa khóa cũng đỡ đi. Đủ rồi, đủ 4 cái thành tựu rồi. Và mình sẽ được thêm 100 kinh nghiệm từ cái nhiệm vụ này. Đấy, ngon. Giờ thì chỉ tiến hành tới cái nhiệm vụ tiêu diệt con Alchemist thôi. Hay một chuyến đi qua bên bờ nữa. Chuẩn bị sẵn thêm trái táo nữa. Một xíu quýnh nhau còn có táo không mà ăn. Uống may mắn hả? Được, uống luôn. Tăng nhân phẩm lên xíu nè. Vô, chuẩn bị, làm lẹ. Gấp rẽn.
ăn miếng. Mở cái này. À đây, 4 chìa khóa. Rồi xong phim. Alchemist đây rồi, đây rồi. Alchemist, Alchemist. Ui nó đang niệm phép, nó đang niệm phép. Bắn hả? Người bắn thì ta cũng biết bắn đấy. Bỏ cung không? Trời. Ui nó làm mù mình rồi. Nhưng mà nhờ tia điện mình có thể phát hiện nó được trong lúc mà mù lòa ha. Đây rồi. Liên hoàng cung. Nó bắn cung thì mình cũng bắn cung. Chặt nó. Liên hoàng chặt. Xét đánh luôn. À nó đứng ở đây. Cẩn thận cẩn thận. Với những cục đá mà nó triệu hồi ra. Sát thương rất là cao đó. À cây mít. Nó sắp. Đó đó. Bây giờ lúc mà nó dưới 1/2 cây máu thì nó sẽ học được cái phép là hồi phục ha. Rất là khó chịu luôn. Và nó biến hết nước thành lava nè. Rất là nguy hiểm. À, hồi phục. Hồi phục đi. Hồi phục không? Ui nó hồi phục rồi. Hồi phục. Hồi phục nè. Hồi phục hả? Nè 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 nè. Hồi phục. Hồi phục nè. Mình combo nó luôn. Sắp tiêu diệt rồi. Chiến thắng nè. Chiến thắng nè. Ui nó dịch chuyển, nó dịch chuyển. Chiến thắng nè. Người định dịch chuyển đi đâu hả Alchemist? Chiến thắng Alchemist và nhận phần thưởng thôi. Là một cái Alchemist Crown ha. Quá đã luôn. Để coi coi cái túi này nó sẽ cho mình cái gì nha. Rating là Uncommon. Ui dồi ôi. Ồ nó cho mình một cái Dust. À. Cái này hình như là có thể cho mình kiểu tàng hình đó. Khi mà mình ngồi xuống, mình sẽ gắn nó vô slot này nè. Đó, ví dụ mình ngồi xuống. Đó, mình đã tàng hình rồi nè. Đứng dậy thì nó sẽ hiện ra ha. Nhưng mà mặc bộ giáp thì cũng như không mà. Thôi, đeo cái này vô không thích hợp lắm. Mà được cái nó cho mình cái khiên nè. Cái khiên này thì tương đối tốt á nha. Có thể phản được đam luôn á. Và mặc với set đồ của mình thì không có hợp cho lắm á. Nhưng mà thôi kệ, đây là cái khiên mới. Chắc mình sẽ dùng trong một thời gian đây. Một chút cái Ventium Ingot. Để mình làm bánh hả? Làm xô. Làm kéo. Trời ơi, lão khoáng sản gì kỳ á. À, và nó làm được một cái yên cửa lạc đà. Ồ, thì ra muốn cửa lạc đà là mình phải có cái loại khoáng sản này thì mới làm được cái yên lận. Ra là vậy. Hiểu luôn, hiểu luôn. Đây, để trophy của con Alchemist xuống ha. Một chút đồ đạt linh ta linh tinh. Cái này thì mình có thể triệu hồi cái phép giống như con Alchemist hồi nãy đó. Là triệu hồi đá ha. Đó, những cái cục đá này gớt xuống là hơi bị thốn luôn á. Mình mặc giáp như vậy mà nó nhiễu một lần là mất mấy trái tim liền. Nên đây cũng là một phép tốt để mình sử dụng trong lúc tấn công nè. Rồi mấy thứ lặt vặt khác thì có thể cất vô trong đây. Khiên kim cương đến lúc nghỉ hưu rồi. Dục vô đây. Rồi, bắt đầu cái chiến khám phá phụ thôi. Mình đang dự định là sẽ hoàn thành xong luôn cái phần thành tựu bên thế giới Atom. Nó còn một cái thành tựu là mình cần phải tiêu diệt những cái con kiểu như là cận vệ làm bằng đá gì đó. Không biết là mình có tìm được nó trong ngày hôm nay hay không nữa. Cùng nhau thử nè. Đây. Đi một hồi thì... Ôi. Bình tĩnh là mấy cưng. Bình tĩnh là mấy cưng. Mấy tin mấy cưng định làm gì? Mấy cưng định làm gì? Định làm gì? Đọ cung hả vậy? Láo nháo. Vision of Life and Death. Nghe cái tên dài vậy. Razor X cấp độ 5 luôn hả? Lượm luôn. Ở đây á thì mình phát hiện nó có một cái ngôi đền nè. Khá là đẹp ha. Mình sẽ cùng nhau vô trong khám phá nè. Ui. Nó để một cái dòng chữ. He like Giraffe Worked to death. He will be missed in replay. Và rất là nhiều dòng tiếng Anh khác ở đây ha. Ghê quá. Dirty Root. Hình như đây là cái vật phẩm mà mình nhận được khi mà mình làm cái thành tựu tiêu diệt cái tên cận vệ đá nè. À, cận gì làm mình cũng có nè. Ui giời. Đây thì hết rồi. Đường cái Nebu Top thôi. Và cái này thì ôi mở được luôn. Ngon. Một cái Idol of Labor. Giống như cái yên lạc đài á. Ờ cái này có hơi dòng hunting các thứ nè. Lượm luôn. Lượm. Một cái nón. Ồ, nói chung thì ngôi đền này nó
nó cũng không đẹp lắm, không có nhiều đồ xịn lắm á. Ồ, hơi thất vọng một xíu. Cạnh đây nó còn có một cái ngôi làng nữa nha. Ghê ghê ghê. Ngôi làng tương đối là to luôn á. Đây là cái thứ hai rồi. Liệu rằng... Ôi trời, cái thứ hai tối thì trong đây tối thui à. Trời, sức đồ gì kỳ vậy. Bây giờ đi khám phá kim tự tháp còn im hơn á. Đồ trong đây nó cho kiểu nửa vời thiệt luôn. Nó cho đồ cũng bình thường à, không có xịn lắm. Bây giờ chắc mình phải tìm một cái chỗ nào có nước á. Mình rửa hết mấy cái brot này nè, cũng như là những mấy chiếc nhẫn coi coi nó có ra đồ xịn hay không. Chứ còn lúc đó là mới biết được là nó có xịn hay không thôi á. Chứ hết cách rồi. Ờ và để trên đường đi mình coi coi mình có gặp được kim tự tháp. À đây 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 đây. Có kim tự tháp luôn. Mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mình làm gì có đuốc. Qua tâm mà không đem theo đuốc là hiểu rồi, không có vô được. Phải có đuốc thì mới vô được. Màn đét ơi, mà ăn sống nhăn Lộc ơi. Cạnh đây nó có hồ nước nè, vô rửa mấy cái đồ này trước đi. Rồi khám phá kim tự tháp sao. Rửa hết mấy cái bờ rút này coi. Ồ, nó ra đồ kìa. Ghê ghê. Ồ, cái màu trắng trắng là silver ha. Hai cái silver luôn. Và hai cái bằng vàng. Này mình có thể đeo vô được nha. Đeo vô. Ủa đeo vô slot nào vậy? Slot charm, charm là bùa. À, ra là vậy. Ok. Ok fan. Giờ thì tới mấy cái chiếc nhẫn nè. Coi có nhẫn kim cương không? Hôm bữa. Trời trời trời, cái nhẫn gì màu xanh đẹp vậy? Sapphire. Ruby luôn nè. Nice. Nhẫn ruby đeo vô luôn. Cái nhẫn này có công dụng gì vậy? Nhưng mà cái nhẫn này thì thôi chắc mình mang về sưu tầm thôi. Mình đeo vô nó không có không có xịn bằng mấy cái nhẫn mình đang sử dụng hiện tại đâu. Cái nhẫn này là nhắc tới cái nhẫn là mình lại cay cái vụ tự phụ. Vanity tự phụ nha. Cái group này cũng là tự phụ nữa nè. Ok tự phụ. I'm coming back. Để mình lấy cái xẻng ra mình cuốc hết cái chỗ này ra, mình kiếm cái cổng vào đó. 2000 years later. Cái gì đây, cái gì đây? Gì đây mấy bạn hiền? Kiếm mối hả? Mấy con này đi kiếm mối. À đây, đây đây, cái cổng đây. Đào bốn hướng, hướng thứ 4 mới tìm ra được à. Sợ thiệt. Đi kiếm mối nè. Rồi bây giờ mình phải gắn cái đuốc vô hai bên cái đó. Vô đây. Nửa nửa. Kiếm mối nè, lấy tay không mình đấm cho chết luôn. Kiếm mối. Hết chuyện. Rồi đào cát ra rồi cắm cái đuốc vô. Rồi đi vô được khám phá tiếp ha. Và mỗi lần vô đây phải nóc thêm lọ thuốc nữa. Để cho mình nhìn trong bóng tối một xíu. Mình tay không mình quýnh với con này luôn, mình nóng. Mình nóng tính. Đó 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 coi kìa. Mình tay không phải là mình yếu đâu. Tay không quýnh cái nổ nè. Quýnh cái nổ nè. Thấy mình ghê không? Tay không rồi đấy. Anh hơi bị nóng. Anh hơi bị nóng nha. Cứ để mình nóng thôi. Mà công nhận có cái tượng hóa đòn cận chiến này lợi thiệt á. Mình dùng tay không mà mình cũng có thể quẩy rất là tốt luôn. À có vật tổ trường sinh nữa nè. Nhẫn, nhẫn dơ các thứ ha. Rồi hết đồ xịn rồi. Giờ thì công việc còn lại là tìm chỗ của Pharaoh thôi. Để mình coi một xíu mình đánh Pharaoh bằng tay không cho nó ngầu ha. Chứ đánh bằng kiếm nó là quá là điều bình thường luôn. Bây giờ là mình chơi mình đánh bằng tay không nó mới dữ. Bất chấp hết mọi loại độc luôn. Mọi loại bẫy luôn. Vô. Cắm đốt lên. Cắm lên. Đốt lên. Rồi vô luôn đi. Kích hoạt lên. Water war gì nè. Water war. Ui, cái gì? Really nigga. What? Cái gì? Ủa? Chết rồi.
Ơ kìa. Ui. Ui chết rồi, mình hát rồi. Chỉ có hát mới quýnh một phát chết pha rồng thôi. Mình hát rồi. Cái gì mà pha rồng mới đi ra mình làm cái rồng một phát lăn đụng ra chết rồi. Đánh đấm gì nữa. Rơi ra cây cung. Tép nút ren. Mình có thể smaller. Khi mà mình gồng hết sức, mũi tên sẽ cái gì đó. À, nó phát ra thành 4 mũi tên kìa. Ghê, bắn 1 thành 4. Công dụng chính của nó là bắn 1 thành 4. Thử coi. Trời ơi, một đập chết hết luôn. Mạnh khủng khiếp. Ê, em rồng mở mắt nhìn mình kìa. Ôi, mắt đúng đẹp luôn á. Nói chung trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình đã test được sức mạnh của bộ giáp Enderai. Rất là mạnh đó nha, nó không thua kém gì giáp rồng của mình đâu. Và mình còn có được một cái dòng cường hóa Electrify có thể giúp mình ấp nở quả trứng thành công sau rất là nhiều ngày chờ đợi ha. Và mình còn biết được cái Power Shaker này giúp mình có thể đánh bại pha rồng chỉ với một cú đập bằng tay không nha. Nhấn mạnh lại, tay không thôi là đủ one shot pha rồng rồi, là đủ hiểu cái này nó mạnh đến mức nào. Trong tương lai thì mình sẽ dùng nó nhiều hơn nữa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.